mình không có đặt bẫy chuột anh em ơi. Bữa hôm qua mình díu, bữa nay mình sửa bẫy không, bữa nay mình mới đặt nha anh em. Bữa nay mình đặt cái khu vực mà chuột cống sảy nè anh em. Nó phá lồng mình nó ra nè anh em. Khu vực này hôm nay mình gom bẫy ở đây mình quýnh nó nghe anh em. Và mấy 40 cái bẫy chuột nghe anh em, bắt ra chuột cống nha. Anh em tối nay đón xem mình thăm bẫy thử tôi, tối nay dính chuột cống nhiều hơn nghe anh em. Nhất định phải săn bắt cái bầy chuột cống này khủng này nghe anh em. Rồi để tơ mình đặt rồi tối nay để cho anh em xem nha. Khu vực này nè. Khu vực được rồi, bữa mình thăm mà xảy mấy chuột cống bự nè, phá lồng mình ra nè. Anh em mình làm bẫy lại hết rồi, mình cột lại hết rồi anh em. Này anh em săn chuột cống khu này nha. Để nó phá hoại mùa màng của bà con cô bác ở đây ha, để mình săn bắt nó, tối nay mình đi thăm mình quay cho anh em xem nha. Các bạn có tin không, mình mới gài xong bẫy mà quay về là đã dính chuột cống nhưng mà các bạn. Mình mới gài bẫy xong rồi, cái này mới năm mấy nha các bạn. Rồi vừa quay về hết bẫy, quay về dính con cống nhum nè. Bỏ tay luôn. Mình sao bắt về đó. Chắc đem nguyên lồng về luôn nha các bạn ơi. Dính dần chuột thì chết, mới gài xong rồi. Mới rồi xong rồi mới đi về nghe cụ dở lên nè, chính nè các bạn, cống nhum nè, mồi nè, giả mang cọp thì chết nè, mới làm lại nè đâu đường nào ra nổi, mình cặp khi miếng lớn nữa các bạn, cống nhum nè, tối này là dữ lắm nha các bạn ơi, các bạn nhớ đón xem tối nay mình đi thăm nha, vô các bạn ơi, rồi giờ mình về tranh thủ tối nay mình đi thăm sớm nè các bạn, vậy nào đi thăm tối đi thăm mình quay tiếp cho các bạn xem nha, anh em xem nha. Rồi, để mình đem chuột về luôn anh em ơi. Mình đi về xin chào anh em nha. Thì tối nay đi xong thăm bẫy nha anh em. Cái lồng này chiều dính chuột cống nhum nè, anh đem về anh bắt rồi, giờ anh đem lồng heo anh đặt lại nha anh em. Còn đây là cái lồng đem chuột nha anh em, còn trên là mồi nha, dừa nha. Rồi, giờ mình đi thăm nha anh em. Tối nay mình bẫy khu này kiếm săn bắt cũng như mình mới đặt bẫy khi cua lại nha anh em. Để thăm tiếp cho anh em xem nha. Đây con cái nè anh em, bị mòn nè, thấy nó bự ghê không, con cái thôi dính chục cơm anh em. Cái thứ ba dính chục cơm nha, đặt ngay đường mòn này là hết chạy nha anh em. Con này chắc mới vô, con này bự lắm. Cơm nè, vàng quét luôn nha anh em. Vàng khè luôn. Rồi để anh bắt ra nha anh em. Rồi tới cái tiếp mời cho anh em xem nha. Rồi, mình bắt chuột cơm ra nha anh em. Rồi xong tiếp thôi nha. Cái hồi chiều, chỗ chiều dính chuột cống nhìn nè. Thì mình lấy cái bẫy kia mình lại, mình về mình lại này nè anh em. Anh coi có dính không nha, chỗ này chiều dính chuột cống nhum nè. Ui dính nữa anh em ơi, nó nữa anh em ơi, cống nhum nữa. Ui con này bự lắm anh em ơi, chà bá luôn, trời trời. Ui quá khứ anh em ơi, ui nó tông nè anh em. Coi nè anh em thấy hết biết chưa, coi nè, trời trời con này hết biết thiệt. Cái lồng chà bá luôn mà bằng cái lồng luôn nha anh em. Nè tung nó đi, ngon mày tung ra nó đi. Đó mày phá lồng tao ra nó đi. Phá đi. Tao mới làm lại đó, phá đi. Đó, phá đi. Hả? Ngon phá lồng đi. Ủa, con này bự lắm nha anh em ơi. Con này bự hơn con chiều dừ nhiều lắm. Con này có nửa ký, hơn nửa ký á. Chà bá luôn. Như con heo vậy ông nội ơi. Chà bá đửa luôn. Rồi giờ để anh bắt ra anh em ơi, nó phá banh lò xo mình hết trơn. Anh bắt ra cái anh em ơi, tới cái tiếp mình quay cho anh em xem nha. Ồ ngon. Bốn cái giờ con cái anh em ơi. Ồ chục cơm anh em ơi. Cơm nha. Ồ, cơm mập quá. Cơm nữa. Ồ, cơm hết biết cơm. Cơm trứng giá chà bá luôn anh em. Chục lực nha anh em.
hết biết rồi, cái bá lửa luôn. Tụi cống nó giờ làm hầm 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 các bạn ơi. Hả họng nó ghê quá. Nó cắn nhau kìa. Dữ quá. Rồi để anh bắt ra cái anh em ơi. Rồi bắt chuột bỏ vô rồi nha anh em. Đặt lại rồi, giờ tới đây chỗ cái dừa này có con cá nha anh em. Chứ cái dừa thấy nào dính chuột cơm chắc luôn. Nên ăn dừa các bạn. Cơm đâu? Cống đâu? Rồi cơm anh em ơi, biết lắm mà sập nè. Cái dừa này thấy nào cũng dính thôi. Lên ăn dừa là dính liền, hồi cuồng. Cơm cà bá nữa nè anh em. Ô cặp. Ôi chuột này chuột cái nha anh em. Cái nè. Cái nè. Chắc hai vợ chồng đó. Nãy luôn. Ăn dừa cũng chết mà không ăn dừa cũng dính ha anh em. Đó. Bụng còn rồi đấy. Ngon. Sướng. Rồi, để anh bắt ra nha anh em ơi. Cái này bắt tay, còn tay là nguy hiểm lắm nha. Cái anh cống nó, anh tung cái là xong luôn nha anh em ơi. Được nha, để mình tắt rồi mình bắt rồi quay tiếp cho anh em. À, bên cục có con cái nha anh em. Cục đó đó, anh đi vòng ở đây. Dữ lắm nha anh em ơi. Ôi cắn mình nữa anh em ơi. Thấy không? Anh em thấy không? Dạ. Yeah. Mình nói rồi mà mình săn bắt hết chuột con nhum ở đây mà không biết chuyện nào mới hết nha các bạn. Bắt bắt gì thôi chứ biết nào hết nó nổi anh em. Rồi được hai con. À. Đó, con nhum này nó kêu không? Đường này quá im mà săn bắt mà cái này cống tơ nha anh em, cũng ngon, có đỡ không anh em, có bự mới có nhỏ, có nhỏ mới có bự anh em. Rồi để anh bắt ra cái anh em ơi, hai con nha, con bự con nhỏ nha anh em. Ngon, bữa nay chắc có lý nha anh em. Rồi để mình đọ bỏ vô hồi tới tiếp. Đây con cái nè anh em, anh em dọn đèn đêm nè anh em. Là con đang nuôi tôm á anh em, đốt đèn nè, xung quanh luôn nè anh em, vui quá anh em, bà con ta đốt đèn vuông anh em, được không? Giống thành phố quá chứ bò anh em, dưới này có con cá nè, kiếm được cơm anh em, cơm anh em. Được đánh đổi rồi cơm tiếp mười mấy em cơm rồi ba em này nó bốn em cơm hai em cống nha anh em. Đó để em bỏ vô cái này xe có cái bẫy nè nó bay lên vậy nè bạn ơi em sẽ gặp chuột bự rồi. Này gặp chuột bự anh em ơi. Rồi vụt ra luôn rồi. Trời trời. Này chuột bự lắm nha anh em. Văng rồi so ra luôn rồi. Giả mang thì chứ chuột này to lắm anh em ơi. Chuột này cống nhum nữa rồi nè. Nè cứt nó ỉa chà bá luôn nè anh em. Bự lắm nha anh em ơi. Nè. Chuột lò xo ra trơn hai cái luôn nè anh em nè. Nó ra quạt cái luôn nè. Ô lò xo mình teo lại luôn rồi trời. Mình mới sửa lại kia đâu có vụt có được, chỉ có nông lò xo giãn lò xo nó mới ra được thôi anh em ơi. Ô con này chuột này bự lắm anh em ơi. Trời tiếc quá anh em ơi. Mà để mình sửa sạn rồi đặt lại máy muốn hết pin nè anh em ơi. Còn có 20% à, để mình đặt lại tiếp tục con em ơi. Quay lẹ cho anh em xem cái muốn hết pin. Đây.
còn nữa anh em ạ. Không nhum nữa nha. Chắc còn nãy con nhỏ còn bự lắm, nó giục luôn đó. Cái này lòng nhỏ mà dính nè anh em. Cống tơ nha, con nãy chắc bự lắm. Rồi để anh bắt ra nghe anh em. Ba ăn cống nha. Anh bắt ra để hết pin anh em ơi, tiết kiệm pin để được có 30 cống. Còn cái này nào dính luôn nha anh em. Rồi buổi tối nay chào các bạn clip này luôn nha, chào các bạn buổi tối nay luôn nha, được ba một cống nhum, hai con, ba con, ba cống nhum nha các bạn, 20 con, 40 con, 60 con nha. Rồi buổi tối nay có nhiều nha anh em, 11 con nha. Rồi để sáng mình thăm mình quay tiếp cho các bạn xem luôn nha. Này thắt bạn, này thắt một bữa rồi để vậy là được 4 cống nhum chứ, sáng hồi trưa hồi chiều dính con nữa chứ, vậy là được 4 cống nhum nha anh em. Rồi chào các bạn buổi tối nay, sáng có gì thầy đi thăm mình quay tiếp cho anh em xem nha. Chào mừng các bạn đã đến kinh Bình Tư Quy nha. Thì sáng nay đi thăm 70 tiếp nha anh em ơi. Sáng nay thứ hơi trễ quá, mặt trời lên cao quá trời. Cái này chuột mà bự bự nó vô, chuột cống bự nó vô nó quậy banh bẫy hết nha anh em ơi. Nè toàn ngủ chưa. Rồi mời anh em theo chân mình thăm 70 tiếp nha. Hôm nay dính nhiều không nha anh em. Này thức trễ quá, mặt trời lên cao quá anh em ơi. Tiền chết tiếp tục anh em. Này thức trễ quá, trời lên cao quá. Rồi cái này nó dính luôn rồi. Cống nữa anh em ơi, cống nhum nha, cho đi qua chín cống, săn bắt nó mà phải dính thôi. Cái này hôm dính chuột cơm, sáng nay em dính chuột cơm nha. Tiếp tục anh em ơi. Cái này hôm qua dính 20 cống, hôm nay thì dính. Hôm dính con cái chuyện qua mà dính con đó. Sáng nay dính nè. Rồi sảy anh em ơi. Mày sảy nha. Sập mà không dính nè. Để mình hồi tới cái tiếp quay tiếp cho anh em xem nha. Đây dính chuột cơm nữa nha anh em ơi. Con này cũng không dính chuột cơm, sáng nay em dính nữa. Con dính là ngon nha anh em. Tiếp tục. Trước này con cái anh em dính rồi. Ồ cống anh em ơi. Ồ. Nè phá lòng đi, con này cũng to nha anh em, ngon phá lòng đi anh lấy rồi hết rồi nữa. 4 con anh em, 2 cống, 2 cơm nha. Tiếp tục tới chỗ cây dừa đó, một cái nha anh em. Rồi, thăm luôn.
dính nhau. Chắc nghe dính chục cơm nữa đó anh em ơi. Tao cái dừa này hôm dính chục cơm, chắc này chắc dính nữa. À, biết lắm. Chục cơm nữa nè. Cơm này cũng nhỏ không bự. Rồi họ tới cái tiếp mình qua cho. Này cống mini nè anh em. Cống này gây gà chuột được không anh em? Này có bao lớn nè. Thôi mình thả con này luôn nha anh em ơi. Thả con cống này luôn. Để cho nó bự nha. Lớn bắt gì? Cho lỡ mới đẻ, mới chắc mới đẻ đi ra luôn cái gì nè. Có lớn đi vô rồi đi kiếm ăn nữa. Thả nó nha anh em. Bé quá. Đó, nó đi kìa nè. Một xíu đã thiệt. Thả không chịu đi nữa, đứng lên nữa. Chạy đâu rồi? Chạy đi anh em ơi. Tiếu tắp lớn tham ăn. Đi thăm tiếp luôn nha. Đó hồi dính còn nhục đó. Dím con này luôn. Cơm nha. Cơm. Rồi này thầm mình dính cống nữa không? Hôm dính. Hôm nay dính con cống nha. Dính nè. Phải sập anh em ơi. Cống hay cơm gì? Cơm. Cơm anh em ơi. Ôi, cơm này mập dữ á. Cơm này chà bá luôn. Quá mập béo. Hôm nay có lý ạ. Sáng nay không có lý hơn hôm anh em. Mình bỏ vô rồi hồi tới có tiếp nhanh quay cho anh em xem tiếp nha. Hôm nay có lý rồi nè. Hồi tới có tiếp quay cho anh em xem nha. Rồi cái nói dùng nữa anh em ơi. Bẫy sập mà không dính nè anh em. Cái này dục nữa nè. Nó tông lỗ nào ra nữa không? Không dính nè anh em. Này con cống. À, đây dính chuột cơm anh em. Cái này gài chủ yếu chuột cống mà dính chuột cơm. Cơm này cũng to anh em. Mặt đá rồi nè. Tiếp anh em. Sáng nay nắng lên đẹp quá anh em. Thầm có dính không? Dính rồi. Cơm anh em ơi. Cơm nha. Cơm này cũng mập. Ú nuôi miệng mũi. Ây da. Tiếp anh em ơi. Đây có dính không? Xíu nữa con này xíu ra đó mình cống này cống chúa nha anh em. Ủa cống khổng lồ trời nè, mình gãi lúa nè anh em, mình dài nè, cống khổng lồ nha anh em, siêu khổng lồ, có lửa luôn anh em ơi. Cống khủng nó rồi mà mình săn bắt nó mà phải dính nó thôi nè anh em, xem nè, bích lòng luôn nha anh em, chà bá luôn. Rồi bỏ vô hồi thăm cái nghe nè, bên kia nãy mình thăm hết rồi. Rồi hồi mình
anh kia mình thăm đây rồi, mình lại anh kia mình tổng kết cho các bạn xem luôn nha. Đây có con cá nha các bạn ơi. Ủa, không được nữa anh em ơi. Nhum vô lòng nhỏ xíu luôn nè anh em, lòng nhỏ rồi vô dính. Ôi cũng phá lòng anh em ơi, lỗ nè anh em thấy lỗ không? Ồ cái này luôn để mới được, bỏ đây mới được để mà nó phá lòng ra anh em ơi. Bây giờ mình thăm bên đây mấy cái mà chín con con cũng nhum nha anh em, phá lòng này, lòng nhỏ này nó vô cũng phá lòng ra. Được, ra. Anh thăm trễ quá anh em. Ủa cái đâu rồi? Lưỡi hái mới dục đây rồi. Quýnh dục cái lưỡi hái không tiêu luôn rồi. Rồi để mình kiếm một lưỡi hái rồi tới cái tiếp mình qua cho anh em xem nha. Rồi đây dính con cũng nhum nữa anh em. Con nhum lượng bắt anh em ơi. Đúng rồi. Sáng nay ai bắt cá mà đựng nước đục cái chân ta. Lửa cái này nè, thịt không? Nhùm nữa nha. Quá im mà, giấu quá trời này, không dính được. Này dính con nhùm khủng không trời. Sáng anh em nào đi bắt cá em đục nước ở trên nè. Hai con. Ít quá. Thăm dính có hai con. Thăm tiếp nha anh em. Này cũng nhìn bự không. Sướng sướng. Hai con cái này nè mọi người. Ở đây. Rồi công công nhìn tơn anh em. Đây còn dính trống không trời. Này sát thủ cống đi chứ. Đây. Đi tiếp lên em, bà cũng nhìn. Cơm anh em ơi. Mình dính cơm nha. Cái bự cho bá dính cơm. Nhìn xíu dính cắm ghê. Vô thấy cái lòng không thấy chuột mới ghê chứ. Cái lòng bự cho bá mà. Bốn em dính chút cơm nữa anh em. Cơm này cũng mập ù luôn nha. Cơm này cũng dặn cơm khủng nha anh em. Rồi còn lại tiếp tục. Nay xe chạy vô không tới, ghinh ra đuối anh em. Chết. Xe đậu tuốt ngoài kia. Đậu vô đây làm cái giác ra vòng vòng này bà con ta trồng đồ anh em, trồng rau màu rồi đó, hoa màu với lộn cũng rau màu, hoa màu trồng màu quý này kia đó. Con cái dính vô hồ cơm nữa anh em ơi. Đây con cái này nè. Ờ, cơm nữa nè mày. Cơm. Ai. Đây dính cơm. Cái này hôm mình nói với anh em là sẩy nè. Dính nữa nè. Gài lại phải dính thôi, này đâu có chạy được. Mình dám xảy lòng tao một ca. Quá ghê. Bắt mình lại thôi. Mình dính con con. Dính quá. Rồi họ tới tiếp qua nha. Cái đường này bữa họ dính hai con cống nè anh em. Mấy con cống nè. Cái này không hết luôn.
cái nè, rồi dính cơm. Rồi, cơm này cũng to, cơm này cũng mập ù nha anh em. Cái anh thầm hết luôn. Ôi da, trời. Xíu cái găng mò thắng lộn. Rồi cái này không dính nữa nè. Không dính thì thôi. Cái thôi anh em ạ. Rồi hồi găng quay kết số chuột nào dính cho anh em xem nè. Rồi tổng kết buổi sáng nay nha anh em. Dính được 4, 6 con cống nhum nha anh em. 18 con chuột cơm nha anh em. 6 con với hôm 4 con nữa là 10 con cống nhum nha anh em. Mà hết 4 con khủng à, khủng lồ luôn nha, nè, khủng lồ nè. Đó. Giá nắng quá anh em ơi, nè. Con này là con trơn anh em. 2 con khủng với hơn 2 con cống khủng nữa. 4 cống khủng lồ nha. Cuối cùng là mình đặt được dính được rồi. Hôm sau 10 con chuột chuột cống nhum nha anh em. Cơm nè. Cơm mấy con, 2 con nè. Kết nè anh em. Quá trời luôn. Đó. Buổi sáng với buổi tối rồi hôm này được 10 mấy con anh em. Rồi sáng nay thì cũng được là 2 mấy con, 30 con nữa nè. 6 con chuột cống hết biết rồi. 6 con này cỡ 3 kg anh em. Quá đã. Rồi để mình giờ mình đi về nha anh em ơi, mình chắc kết thúc clip đặt bẫy chuột bữa nay nha. Rồi có gì mới đi đặt rồi mình quay tiếp cho anh em xem nữa nha. Về nha anh em ơi, chưa. Rồi chào Minh TV, xin chào cô dì chú bác và anh chị em và các bạn đồng nghiệp, một lời chào trân trọng.